vị tuổi Mùi năm 2023, cơ hội đổi đời cho những ai chủ động nắm bắt. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, tử vi tuổi Mùi 2023 được đánh giá là một năm khá là cát lành, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, tại những thời điểm gặp hung tinh chiếu, đương số vẫn khó tránh những trắc trở hay xui xẻo. Do đó, người cầm tinh con dê hành sự thận trọng, không nên quá chủ quan, làm gì cũng phải tính toán thiệt hơn. Nếu lập kế hoạch được thì càng tránh được sai sót. Chi tiết như sau. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Mùi 2023. Sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa được thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm những kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng. Tuy nhiên có thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công, bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Và những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc của tuổi Mùi năm 2023. Tử vi tuổi Mùi 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Mùi trở nên cực kỳ hanh thông trong năm này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí bạn còn có cơ hội cân nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của bạn. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Và những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Mùi 2023. Tử vi năm Quý Mão 2023 dự đoán con giáp tuổi Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người còn độc thân, chịu tác động tích cực của cục diện tam hợp, bạn dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Những người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Điều bạn cần làm thời điểm này là mở lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ. Rất có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Bạn vô cùng tự hào về gia đình của mình. Và những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe của tuổi Mùi 2023. Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho người tuổi Mùi bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực và kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện.
Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thần gặp thuốc, khiến bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, bản mệnh cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Hãy lựa chọn hình thức thể dục thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Và những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Mùi. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới 2023 trôi qua khá yên bình đối với người tuổi Mùi. Có thể lãnh đạo sẽ giao cho bạn một vài công việc khiến bạn thấy áp lực, song cũng nhờ đó mà bạn được bồi dưỡng năng lực, học hỏi thêm nhiều điều hữu ích. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động tích cực nên tốt nhất bạn nên chi tiêu hợp lý, không nên sa đà vào những hoạt động vui chơi, giải trí hoặc mua sắm trúng thưởng. Phương diện tình cảm, người độc thân có thể gặp được đối tượng khá triển vọng, bạn và đối phương có nhiều quan điểm trùng hợp nên dễ nói chuyện lâu dài. 2. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 là thời điểm thích hợp để tuổi Mùi bắt tay hợp tác với các đối tác, khách hàng phù hợp. Nếu đã tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin, bạn nên tự tin dấn bước để nắm lấy các cơ hội làm ăn, phát triển thuộc về mình. Phương diện sự nghiệp đem lại cho con giáp này khá nhiều thách thức và áp lực, song bản mệnh đừng vì thế mà chùn bước, hãy tin tưởng vào bản thân để có thể thử sức, đồng thời xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. 3. Tử vi tháng 3 âm lịch. Một vài cơ hội có thể xuất hiện trước mắt bản mệnh trong tháng 3 này, tuy nhiên bạn không phải là người chiếm quá nhiều ưu thế. Tốt nhất con giáp này nên hành sự cẩn trọng, hạn chế cạnh tranh, mâu thuẫn lời qua tiếng lại với người khác. Khi gặp phải căng thẳng trong công việc, bạn nên chia sẻ, tâm sự với mọi người, đặc biệt là người thân của mình. Bạn hoàn toàn có thể tìm được lời cổ vũ, động viên khi quay trở về nhà, bởi người nhà chính là động lực của bạn. 4. Tử vi tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Mùi không thực sự thuận lợi trong tháng này. Bạn gặp phải một vài kẻ tiểu nhân nhăm nhe tìm cách phá hoại công sức của bạn. Khuyên con giáp này chớ nên tin người quá dễ dàng, làm gì cũng cần bình tĩnh suy xét, kiểm chứng thông tin. Chuyện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi, vợ chồng bạn có thể lớn tiếng với nhau vì những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Người độc thân thì không nên đến với ai đó quá vội vàng, có thể đối phương chỉ đang dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bạn mà thôi. 5. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng 5 thuận lợi cho những ai có ý định thi cử, ứng tuyển vào vị trí mới. Bạn chỉ cần bình tĩnh, ôn luyện và phát huy khả năng của mình, chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt cho ban giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng. Do có quý nhân trợ giúp nên chuyện kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn, cho dù con giáp này vẫn phải cạnh tranh với đối thủ, song đó là cạnh tranh lành mạnh, thậm chí thông qua đó đôi bên phát huy được năng lực của mình và thêm thấu hiểu với đối phương. 6. Tử vi tháng 6 âm lịch. Người tuổi Mùi làm công ăn lương gặp được nhiều cơ hội phát triển bản thân, thăng quan tiến chức trong tháng 6 này. Bạn không nên từ chối những cơ hội đã xuất hiện trước mắt, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song bạn sẽ gặt hái được trái ngọt trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, vợ chồng bạn ngày một hòa hợp hơn, bạn biết đặt mình vào vị trí của đối phương nên sẵn sàng bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của người ấy. Hai người cũng thường xuyên trao đổi với nhau về các vấn đề trong cuộc sống. 7. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 là thời điểm người tuổi Mùi có thể ăn nên làm ra, đôi khi bản mệnh sẽ phải cạnh tranh với đối thủ. Song nhờ nắm rõ lợi thế của mình mà bạn không cần quá vất vả, vẫn thu lợi đều đều vào trong túi. Phương diện tình duyên có cát tinh chiếu mệnh, người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ của người khác phái. Dù bất ngờ hay chưa có tình cảm với đối phương, bạn cũng đừng vội từ chối, hãy cho đôi bên cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn về nhau. 8. Tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch. Bằng khả năng quan sát tinh tế của mình mà con giáp này có thể nhanh chóng hóa giải các vấn đề, gây ấn tượng trong mắt người làm lãnh đạo. Bạn thậm chí có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhất là với những người làm nghề tay trái. Bạn biết giữ chữ tín, lại thêm tính làm việc cẩn thận, chăm chỉ nên khiến khách hàng hài lòng, muốn ký kết hợp đồng, hợp tác lâu dài. 9. Tử vi tháng 9. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi không quá bằng phẳng ở thời điểm này, bạn không chiếm được ưu thế nên dễ bị giành trước mất các cơ hội. Khuyên con giáp này nên tập trung vào nhiệm vụ, có thời gian thì bồi dưỡng năng lực của bản thân. Vợ chồng bạn thời điểm này có mâu thuẫn nhưng không quá nghiêm trọng, thậm chí phải trải qua những lần thế này, hai người lại càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Anh em trong nhà cũng có thể xảy ra tranh chấp nhưng cuối cùng đều giải quyết ổn thỏa. 10. Tử vi tháng 10.
Tháng 10 mở ra nhiều cơ hội phát triển đối với người tuổi Mùi. Bạn tìm được người có đồng chí hướng, đôi bên có nhiều ý tưởng phù hợp, nhờ vậy mà hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, nhiều khúc mắc cũng sẽ được giải quyết gọn gàng vào thời điểm này. Tình hình tài chính cũng có nhiều khởi sắc khi người làm công ăn lương được nhận các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Người làm đầu tư kinh doanh dần thu về một khoản lời lãi vượt dự tính ban đầu. Bạn có thể dần đặt ra những mục tiêu phấn đấu tham vọng hơn cho mình. 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng này của người tuổi Mùi không quá thuận buồm xuôi gió, vì thế mà bạn chớ nghĩ đến phương diện đầu tư mạo hiểm. Nếu tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, bạn đã có thể thu về một khoản dư giả. Không nên tham những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Ngược lại, phương diện tình cảm khá hanh thông. Nếu đã có người mình thầm mến, bạn nên lấy hết dũng cảm và chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm. Tin rằng sự chân thành của bạn có thể khiến cho người ấy rung động. 12. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2023, người tuổi Mùi khá bận rộn, nhưng bạn càng chăm chỉ bao nhiêu lại càng thu được thành quả đáng mừng bấy nhiêu. Con giáp này được lãnh đạo trao cho cơ hội khẳng định bản thân, nhờ đó chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, bạn có thể sẽ phải xử lý khá nhiều đơn hàng, khiến cơ thể đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Đáng mừng là công lao của bạn đã được trả giá xứng đáng, bạn thu về khoản lời lãi vượt xa đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia của mình. Quá trình trò chuyện, tâm sự sẽ giúp mối quan hệ của hai người được gắn kết, bạn tìm ra động lực hoặc phương án giải quyết các khó khăn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong lá số tử vi của những gia chủ tuổi Mùi trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!